mấy năm nay, 3-4 năm nay là bị thoái hóa cuộc sống. Rồi. Tức là bị L4, L5. Rồi. Rồi bị trượt sống nữa. Rồi. Rồi ngày nào cũng phải dùng thuốc đó, nó mới đỡ đau thôi. À, ngày nào cũng dùng thuốc. Dạ. Bây giờ thì hiện nay tình trạng anh Sa nói vậy rồi. Thì nó bị càng ngày nó càng tê cái chân. Rồi. Sáng cũng vậy là tê cái chân phải, chân trái, hai chân đó cảm thấy nó tê là rồi. Phải ngồi tập một hồi nó mới có thể là mình đứng dậy mình đi được. Đúng rồi, đúng rồi. Mà đi á thì nó cũng không được thẳng nữa, mà đi nó không khom. Rồi sau đó là anh hoạt động nóng lên hết rồi thì nó không còn nữa. Không, phải uống thuốc, phải có thuốc trợ giảm đau đây chứ. Rồi lúc đó rồi cái mới từ từ. Nhưng mà cái lưng anh giờ nó đau nhiều chỗ nào? Nó đau bên trái. À, bên trái, ok, được rồi. À, mọi người phải biết á, là khi mà mình bị thoái quá cuộc sống á, là cái bệnh đó là cái bệnh của tuổi già rồi. Phải chấp nhận thôi. Thấy không? Nhưng mà là anh này á, mà nếu mà vẫn cứ tiếp tục dùng cái thuốc mà giảm đau á, thì không có lợi cho anh đó. Thấy không? Cho đó là bây giờ chúng ta giải quyết được cái gì thì chúng ta giải quyết. Rồi chị hôm nay chị về có giúp gì cho anh được chưa? Nó có làm mà anh cũng không có giảm đời nữa. Không có giảm mấy nha. Bây giờ anh đi đứng lại cúi xuống rồi anh coi cái gì mà khó chịu. Nó thấy mình trái. Rồi đi tiếp sang ngoài kia đi. Đi thẳng ra kia. Nữa. Rồi về cởi ra đi. Cởi áo luôn. Lao động chính trong nhà thầy, con còn nhỏ quá phải đi làm để kiếm tiền chứ giờ. Không cần đâu anh, chỉ nới quần ra anh ngồi lên với tôi. Anh quy lưng lại đây. Rồi. Anh bị chân bên trái này đúng không? Bên phải. À bên phải. Dạ. À, bên phải thì tôi ngồi bên phải. Rồi anh quay đây. Quay lưng lại đó, vậy đã được rồi. Bị bên đây nè ha. Dạ. Ở đâu? Anh bị cái đó. Ở đây không có đau đớn gì hết. Rồi, mọi người sẽ thấy là cái anh này á, mà khi mà anh bị thói quá cuộc sống á, mà anh bị nhiều nhất á, là cái điểm này. Thì cái điểm này là cái điểm không có cử động được. Và cái điểm này không cử động được á, thì mình tác động rất khó. Nhưng mà đây nè, nghe không? Có nghe không? Tôi làm anh nghe không? Nghe hả? Giờ nằm sấp xuống đi. À, rồi. Phải không? Dạ. Nó phải không? Rồi, anh quay lại cái đầu anh đây. Đầu giờ kia. Câu nói này đây phải không? Rõ rồi không? Rồi khoan xích. Rồi đây đúng chưa? Đây chưa? Ơi rồi. Lấy cho cái cục đá lạnh cái. Rồi. Mọi người sẽ thấy á, cái một cái điều là của anh này nè. Ha. Khi mà anh bị á, cái chỗ này á, thì bây giờ tôi xin thưa với mọi người á, là nó đau thì do chèn ép, chứ còn anh này không có bị đến nỗi mà gọi là thối quá dữ lắm. Nhưng mà ở đây á, nó sẽ nổi một cái cục đó gọi là kiss. Cái cục nó gọi là kiss, mà cái này do cái axit tăng lên nhiều. Và vì tính chính vì cái axit á, nó tăng lên nhiều á,
cho nên là anh này ảnh bị rất là đau, không phải vì đau buổi sáng không đâu, mà bình thường anh cũng rất đau, đúng không? Đó. Và anh này á, là mọi người nhớ một điều rồi đó, là nếu như mà cho anh ăn cua ha, ăn tôm vô ha, là hại ảnh luôn. Bây giờ cô đứng ngoài xa này, cô nhịn giùm tuổi này cái, thấy không? Và như vậy á, là cái axit này nó cứ tăng lên và nó làm cho cái những cái hạt gọi là những cái uras á, bây giờ nó nổi lên chỗ này, và chính nó nổi chỗ này á, rồi nó mới gây chèn cái dây thần kinh, thành ra là anh đau chứ anh không phải bị thoái hóa. Do đó mà muốn điều trị tích cực cho trường hợp anh này ha, thì thứ nhất á, là anh này á, là phải hút không khí buổi sáng, thấy chưa? Rồi mặc dù ảnh là người gầy nhưng mà tôi vẫn khuyên là bỏ đói cơ thể buổi sáng giống như mấy ngày này chúng ta cho một thời gian, để anh chị biết không, hút không khí thì nó sẽ làm cái axit của mình á, nó giảm xuống qua cái hút không khí, mình lấy cái oxy và đẩy cái carbonic ra, và khi mà cái carbonic ra thì axit nó cũng ra theo, và anh sẽ không có còn đau đớn gì nữa, thấy không? Và anh này á, là một cái người mọi người thấy là anh gầy ốm ha, nhưng mà đừng nói là nó không chạy thoát đâu. Anh làm nghề gì? Cơ khí. Thì anh có nói thật với tôi nha, là gần đây á, là khi anh đau này anh có thấy anh lười biếng không? Dạ có nha. Đó. Làm biếng làm lắm. Rồi về cứ muốn nằm không à? Dạ đúng rồi đó. À, mà người nó cứ mệt mỏi. Mà giờ ai nói thôi bây giờ chưa có tập thể dục, không tập được. Không phải, đau là một chuyện, mà làm biếng là một chuyện. Mà hãy tập thể dục á, thì càng tập càng đau. Mọi người thấy lạ không? Càng tập càng đau. Bởi vì khi anh tập nhiều á, cái axit nó tiết ra nhiều, thì lại bị đau nhiều. Một cái có thể cứu được ảnh á, là hút không khí và bỏ ăn buổi sáng giùm cho tôi. Thì riêng cái chuyện đó rồi, anh không cần thuốc men gì hết á. Còn bắt đầu từ bữa giờ á, là tôi làm cái này xong thì chỉ biết cái điểm rồi. Ha? Thì chút xíu tôi chỉ cho cái điểm đó. Và chị chỉ chịu khó một cái điều á, là chị trường cho chị cái lạnh cho một vài lần đó. Thì cái cục đó nó mất, thì anh hết bệnh. Nhưng mà cái cục đó nó mất á, nhưng mà sau này nó bị tái lại. Tại vì nếu ảnh vẫn còn là, bây giờ ảnh là trước mắt là ảnh đừng ăn lòng bò, ha? Đừng ăn thịt chó, đừng có ăn thịt bò đỏ, đừng ăn tôm, đừng ăn cua, bị ăn nó làm sao đau lên nhiều ha. Và anh hút không khí cho tôi, và anh tập là, rồi anh đi bộ á, tại vì như tôi nói mọi người á, là khi mà mình hút không khí á, mình làm biếng lắm, nhưng mình vừa hút mà vừa đi bộ thì mình sẽ ổn lại liền. Còn bây giờ tôi giải quyết anh này á, là tôi giải quyết cho cái này, tôi để cái lạnh này vô á, ngay cái kiss đó thì cái kiss nó sẽ giảm đi, và anh này sẽ bớt đau liền. Bây giờ cô lại, cô nhìn cái điểm của tôi làm đây nè, rồi cô lại lấy cái tay nè, kéo đi nè, nè nhìn cái cục nè, không phải gân, nó sực đó, yeah. Mà không phải gân, cái đó là cái kiss, nè nè, yeah. Đây, nhìn đây nè, đây nè, lấy con cây cán mới làm mới thấy, thấy giờ nó cục tí chưa, yeah. Thấy không? Yeah, thì những cái cục này đây nè, đây nè, đây, thì nó nè, đó, đây nè, nghe chưa? Yeah, nghe. Thấy chưa? Yeah. Đó, thì những cái cục đó là những cái cục mà làm cho anh đau đớn mà từ trước tới nay, yeah. Rồi mình không biết, ok chưa? Dạ. Yeah. Giờ đơn giản thôi, đâu cần gì phải làm ghê gớm đâu. Không? Thì khi mà mình tác động đúng vô rồi á, thì cái người bệnh á sẽ là dễ chịu vô cùng. Nhưng mà như tôi nói mọi người á, cái này mà nếu không hút không khí, không đi bộ, rồi không nhìn đâu buổi sáng này sẽ có nguy cơ. Mà nguy cơ nữa là mọi người nhìn thấy gì không? Đây, anh này có những cái ngôi sao nè, lấy cái này hình cho tôi đi bông này nè. Ông này nhậu dữ lắm. Trời ơi, thấy không? Và ông này tiếp tục nhậu, tức là ông tiếp tục tự sát. Tại vì ông có đấu chiếu hiệu sơ gan rồi. Đây rồi, nó nổi từ đây hết rồi. Nè, thấy không? Thấy chưa? Đâu, mấy ông, tôi cho mấy ông lên coi. Mấy ông này, ông lên coi, đây nè. Khi nào mình nhìn thấy mấy cái này á, lên coi đi, rồi xuống, đây nè. Nè. Đàn ông mà. Đàn ông đàn bà khỏi gần con. Ông bà nhậu không? Đây nè. Đây nè. Bây giờ sao nè? Và
cái này nó không phải chỉ hiện ở đây không, mà nó còn hiện đâu nghe biết không? Ở vùng này nè. Đây nè. Ở vùng này là nhiều nhất nè, ở đây nhiều nhất nè. Và tôi nói nè, hồi nãy giờ tôi không có dòm nữa nha, bây giờ tôi cho mọi người, cho ông ngồi lên mọi người nhìn thấy nè, rút ra được rồi đó, ngồi lên đi cho mọi người ngắm chút cho ông biết. Mọi người nhìn đây nè, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi làm ơn tôi bước về được rồi, mọi người thấy chưa? Và anh này á, cái nguy cơ mà bị cái cột sống lưng á, nãy giờ tôi nói á, không có ghê, cái ghê chuyện là anh vẫn tiếp tục nhậu và anh sẽ chết sớm, tại vì nó sẽ trước sau cũng bị sơ gan, bị dấu hiệu của anh bắt đầu có dấu hiệu sơ rồi, nghe không? Đã có bị rồi, hay quá. Chị nói là cái bệnh ảnh cho mọi người hấp dẫn cái. Tôi không có hỏi gì vậy nha. Đây là ông xã mà ông bị cách đây là 4 năm rồi. 4 năm bị sơ gan nằm bệnh viện Chợ Rẫy, mà bác sĩ nói là sống chừng 6 tháng thôi. Cái về cái thôi giờ mình không có tiền chữa thuốc tây thì không có. Cái hình thử ra là mới cắt thuốc bắc uống được 3 năm. Thì từ đó sức khỏe anh bắt đầu hồi phục lại. Với khỏe hồi trước đi không được, yếu lắm, yếu như người sắp chết vậy đó. Nằm chờ đẩy bác sĩ chè, bác sĩ nói 6 tháng rồi thôi anh chết thôi. Rồi mình mới kêu thôi bây giờ còn nước còn tát, bây giờ cứ thôi cắt thuốc nam uống. Thì trong gia đình thì cái khả năng tới chừng đó thôi, vì ảnh còn là nuôi các con nhỏ nữa. Nữ ra thôi, rồi chồng cũng cho anh uống là khoảng chừng 3 năm, hơn 3 năm như vậy liên tục. Lúc đó là không nhậu, bỏ nhậu. Mà thì thấy rõ ràng là tôi nói là sơ gan là nghe bốc liền không? Dạ. Mà không có bỏ rượu chứ? Bỏ rượu rồi, nhưng mà giờ cũng còn lại thỉnh thoảng lại bia. Không có thỉnh thoảng được. Và tôi muốn nói với thầy một điều nè, là tôi khuyên một điều nè. Dạ. Thấy không? Là anh này á mà muốn sống lâu á, thấy không? Là chắc chắn một điều là phải bỏ rượu. Nhưng mà con cái á, là hồi nãy tôi nói cái chuyện mà nhịn ăn buổi sáng á, là chị phải bắt buộc bây giờ phải cho anh nhịn ăn buổi sáng rồi. Nhưng buổi trưa á, là đại lễ, chị cho ăn phải đầy đủ ha, cá, thịt, đồ đầy đủ cho tôi để dinh dưỡng lại. Tại vì cái gan á, là nó thiếu cái, nó cần cái protein á. Mà thiếu cái protein là nó làm cho sơ gan mau. Còn thuốc men ấy, thì tôi khuyên một cái nè, không cần dùng thuốc bắc, không cần dùng thuốc bắc. Tôi khuyên một điều vậy, là không cần dùng thuốc bắc mà dùng thuốc nam. Tại vì thuốc nam mình chữa sơ gan cổ trướng hay hơn thuốc bắc nhiều. Cho nên ấy, là tôi bây giờ tôi không có làm thuốc ở quê, tôi không làm nữa. Tôi chỉ khuyên chị là nên đi gặp mấy ông thầy thuốc nam ấy. Rồi chị hốt thuốc cho ông uống, cắt sắc hơn cực chút. Nhưng mà thuốc nam thì tuyệt vời. Và thuốc nam của mình không có bậy bạ trong đó. Cái của thuốc bắc bây giờ hiện nay á, là nó xây sinh nè. Rồi chưa nói tới cái phương tiện mà là gọi là chiết xuất bằng nano á, là những cái cây thuốc đó nó không còn bảo đảm nữa. Mọi người biết là cái xác không á. Cho nên á, thôi xứ ta dùng. Và hồi nãy tôi nói mọi người rồi, là anh này là mấy cái điều mà tôi đã nói á, là chị phải làm đúng. Và cho uống cái rượu ớt nữa. Và ăn uống thì phải đầy đủ. Cho tôi buổi trưa, buổi chiều thì làm súp nhẹ cho anh ăn, mà phải có xương, có đồ đàng hoàng cho anh bồi dưỡng lại. Nhưng mà chỉ có nhịn ăn buổi sáng. Tại sao một người bị sơ gan cổ trướng mà tôi khuyên điều đó, bị anh này lại cái acid uric nữa, trong khi ảnh bị là sơ gan nhưng mà lại bị cái acid nó thừa ra. Nếu mà dùng cái dinh dưỡng nhiều nào á thì anh bị đau đớn nhiều nấy. Nhưng mà nếu như anh hốt không khí, anh đi bộ buổi sáng, đồ các thứ này, anh sẽ không còn làm biến nữa, mà anh sẽ khỏe trở ra. Bây giờ anh đi lại cho tôi đi, anh coi cái lưng của anh hết chưa? Một ngày thì anh đi làm, công việc đi làm anh đi tới mười mấy hai cái xô cái chục cây. Đâu quá, vừa đi vừa hốt. Vừa đi vừa hốt. Bây giờ sao rồi? Nhẹ rồi phải không? Bây giờ tôi không đụng chạm nữa, tại vì mọi người biết sao, cái nguyên nhân mà làm cho anh đau này là cái hạt tu phi á,
cái rác nó nằm đây nè, cho nên không cần thuốc nữa. Cái ông bác sĩ mà chẩn đoán như đó là mệt lắm á. Bác sĩ ở đâu vậy? Đồ lâm mới thôi, tôi dám với thầy đó. Ha? Bây giờ anh biết tôi nói đoán ra được bệnh anh rồi, mà tôi đã tác động rồi thì chị chồng lạnh tới đó và chị làm những cái điều mà tôi đã nói. Ha? Và anh này vẫn có thể tối ngủ trường gan trường lưng đồ cho nó khỏe. Ha? Và nếu như thực hiện đúng lời tôi nói thì trong vòng 10 ngày nữa thì anh này khỏe hẳn hoàn toàn rồi. Nhưng mà còn cái sơ gan cổ trướng thì mình kéo dài cho đến cuối đời. Và một cái điều mà tôi căn dặn nữa là cái ngày 10-20 có là tôi có mặt, 20 tháng 11 tôi có mặt ở đây rồi. Ha? Thì khoảng 20-23 gì đó chị liên lạc ở đây. Chị có thể đem anh lại đây cho tôi khám cho một lần nữa. Khám để nói rằng anh đã khỏi bệnh chứ không phải là khám là để chữa bệnh cho nữa. Tại vì cái bệnh của anh tôi đã có ý kiến và chắc chắn là phải khỏi nếu như thực hiện đúng như lời tôi. Rồi xin cảm ơn. Rồi mời dẫn. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Chườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.